Nguyệt ạ, à, đàn ông đẹp trai bây giờ yêu nhau hết cả rồi. Sao lại thế? Cậu không biết đâu, vừa nãy nhá, tớ nhìn thấy hai quả đẹp trai men lì cục, đẹp trai lắm ý. Sao cậu biết như nào không? Sao? Giữa bãi biển trên bờ cát, đè nhau ra câu chí, câu chí, câu chí. Eo, thật đó. Ồ, nhưng mà chẳng nhẽ cứ đè nhau ra câu chí là yêu nhau hết à? Ơ, à, chứ còn gì nữa? Câu chí là đặc tính của đàn phụ, tức là đàn bà phụ nữ. Xong rồi còn cho hôn miếng, cho hôn miếng. Tiếc thật ý. Yeah. Em nói bọn anh đúng không? Xin thông báo với em là bọn anh không tím và cũng chẳng yêu nhau. Bọn anh dai thẳng. Ôi trời, ôi trời, ôi trời, ôi trời. Ngượng kìa, ngượng kìa, ngượng kìa. Này, nhớ nhá. Bọn anh là dai thẳng. Nhớ đây. Nhớ đây. Nhiệm vụ số 1 còn nhớ không? Nhiệm vụ số 1 là làm quen với người đàn ông đầu tiên là mình nhìn thấy. Thôi thôi thôi, tôi không làm ở đâu. Chịu. Lại chịu. Ai cho cậu bàn lùi như thế? Để tới làm trước đó nhá, nhìn học tập. Đứng dậy được chưa? Em xin lỗi ạ. Không sao. Nếu mà em nga chậm hơn một chút thì không phải nói lời xin lỗi. Bởi vì nếu mà là anh thì anh sẽ coi đó là một vinh hạnh. À không, là một món quà mà Thượng Đế ban tặng cho anh. Thế thì chắc là em lại có duyên với bạn anh hơn rồi. Em đúng là một cô gái thẳng thắn. Chào cô gái có duyên với bạn anh. Anh là Tùng, còn đây là người có duyên với em, tên là Lâm. Em tên là Dương. Chào hai anh. Dương với Lâm, cây sống được cần ánh sáng mặt trời, có đúng không Lâm nhỉ? Anh không nói thì em không nhận ra đấy, nhưng cũng hợp lý. Sao nhìn hai em, anh cứ thấy quen quen đấy nhỉ? Đấy, bạn anh nó suốt ngày cứ... Đây là những lời thật lòng, không phải tán tỉnh. Những mấy cái chiêu cũ dích đó tao không dùng tới đâu. Em ơi, đây là bạn em à? À thì đương nhiên đây là bạn em rồi. Bạn em tên là Nguyệt. Cô giáo Nguyệt. Chào cô giáo Nguyệt với cặp kính giống anh. Anh tên là Tùng. Và anh là Tùng Tinh Tửng. Tay cô giáo Nguyệt mềm thế nhỉ? Bọn anh ở phòng 808. Có cần giúp đỡ hay là hỗ trợ gì, cứ gọi bọn anh nhé. Vâng, bọn em cảm ơn ạ. Vậy bọn anh xin phép đi trước nhé. Bye bye em. Anh đi nhé. Bye bye. Thôi đi. Rồi, Nguyệt ơi, đẩy thằng ông nắc tờ đóng an ninh lao tao lại. Người ta nhìn hết rồi đúng không? Bình tĩnh, bình tĩnh. Thì đằng nào cậu chả đang muốn làm quen với anh ý. Bức ảnh này coi như là thay lời muốn nói. Không, như thế nhục lắm Nguyệt ơi. Phải giữ giá một tí chứ. Cậu chả nói với tớ giá chỉ để làm nộm thôi còn gì.
Mà thôi đi, cất cái bộ mặt ngượng ngùng cậu đi, trông giả tạo quá đấy. Nói thật đi, để anh ấy nhìn thấy bức ảnh này chính là ý đồ của cậu đúng không? Không, tớ, tại sao tớ lại là người như thế được? Chắc chắn là như thế rồi. Tớ không phải là người như thế đâu. Chắc chắn thiệt Dương. Cảm ơn cậu. Ước đi, ước đi. Còn cầu xin ông trời, cầu xin thượng đế hãy tặng cho con một món quà sinh nhật tuổi 22 thật là xịn sò. Còn sẽ sớm gặp được Bạch Mã hoàng tử của Đây Minh.